Chào các bạn, tôi là Đậu Thị Nhung. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc huấn luyện đào tạo các chương trình lập trình ngôn ngữ tư duy NLP cho hơn 10.000 doanh nhân, doanh nghiệp, sinh viên, học sinh, và họ đã có những bước thay đổi đột phá trong công việc và sự nghiệp. Trong khóa học Thành công với NLP, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn tư duy của những người thành công xuất chúng. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn những kỹ thuật tạo thiện cảm và quy trình giao tiếp đỉnh cao. Đồng thời trong khóa học, bạn sẽ được cung cấp những cách để thiết lập mục tiêu, cài đặt vào tiềm thức để đạt những điều bạn mong muốn. Và hơn hết, khóa học này sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp để sống một cách trọn vẹn, thành công và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Và hàng triệu người trên thế giới đã và đang áp dụng ngành khoa học thành công này. Còn bạn thì sao? Hãy đăng ký ngay khóa học thành công với NLP tại Unica. Chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến bài học số 3, lợi ích khi thực hành NLP. Đối với Nhung, hơn 5 năm kinh nghiệm về ứng dụng và thực hành NLP. Nhung học NLP từ thầy Vass, là một người đào tạo NLP hàng đầu thế giới. Và khi được làm việc và tiếp xúc với thầy, cũng như là phiên dịch với thầy trong một số chương trình hồi đầu năm 2011, thì Nhung bản thân Nhung cảm thấy rằng NLP nó mang đến cho mình những cái công cụ rất là tuyệt vời. Và khi mà mình thực hành đó, thì ban đầu mình thay đổi cái tư duy của mình, sau đó mình hành động, có những hành động đúng, và bắt đầu nó sẽ dẫn đến những cái bước thành công trong một số cái lĩnh vực công việc mà Nhung chọn. Còn những cái người học trò của Nhung khi áp dụng NLP thì như thế nào? Có những người họ áp dụng vào công việc của họ để họ lập mục tiêu, để họ đạt được doanh số. Ví dụ như những người bán hàng thì họ giao tiếp tốt hơn, và họ có những cái kỹ thuật, những cái công thức mà làm sao mà khi tiếp cận với khách hàng họ đạt thiện cảm rất là nhanh, và có thể họ chốt những cái hợp đồng rất là tuyệt vời, rất là lớn. Có một số người họ áp dụng NLP để thuyết trình, để giao tiếp tốt, và nhờ cái công cụ NLP mà một số những học trò của Nhung khi họ áp dụng thì họ trở thành những cái người thuyết trình rất là xuất sắc. Bên cạnh cái việc mà NLP áp dụng vào công việc, thì có một số người họ áp dụng NLP vào việc đào tạo và chia sẻ và giúp đỡ dạy cho con của họ. Thì khi mà họ áp dụng những cái công cụ NLP này với đứa con của mình, họ dùng những cái kỹ thuật kích hoạt neo cảm xúc, họ dùng kỹ thuật đồng hành và dẫn dắt đối với con họ, thì bản thân cái đứa trẻ và người mẹ và người cha họ có một cái sự gắn kết, kết nối, đồng hành. Và kết quả là gia đình họ áp dụng rất là hạnh phúc. Và trong cái tư duy thành công trong NLP thì những người thành công trong NLP họ đều có một cái tư duy là họ là những người quyết định tạo nên cái số phận trong cuộc đời của họ. Chính vì vậy mà những người về tư duy NLP thì họ luôn luôn ở trong thế chủ động và sẵn sàng cống hiến cái giá trị của mình. Rất là nhiều lĩnh vực khác nhau mà bạn có thể áp dụng vào NLP để đạt vào cái lợi ích. Có những người thì đơn giản họ chỉ muốn sống một cái cuộc sống rất là vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái. Và trong NLP nó có 6 khía cạnh trong cuộc đời. Đó là sự nghiệp, mối quan hệ, gia đình, hoàn thiện và phát triển bản thân, sức khỏe và làm đẹp, và tâm linh. Nó là khía cạnh của 6 bánh xe cuộc đời. Và nếu như bạn hoàn thiện 6 bánh xe cuộc đời đó thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng và tốt đẹp. Lợi ích đem lại cho NLP thì rất là nhiều người ở trên thế giới này đã và đang áp dụng về NLP. Bạn biết là triệu phú là Adam Khu hay là Anthony Robbins, rất là nhiều các ngành khoa học, hay bản thân những người thủ tướng hay là tổng thống một số nước, họ ứng dụng NLP và họ áp dụng vào NLP. Đặc biệt là những người thuyết trình trên thế giới thì họ, hay là những cái vận động viên thể thao, trước mỗi trận đấu họ đều dùng những cái kỹ thuật về NLP. Và bạn biết rằng Michael Field, một trong những người Michael Field là người mà đạt 8 huy chương vàng trong kỳ Olympic. Ông là một cái vận động viên về bơi lội rất là giỏi ở trên thế giới. Thì ông có nói rằng cái đạt được cái sự thành công mà để đạt được 8 huy chương vàng trong một kỳ Olympic như vậy, rằng tập luyện về thể chất chiếm 20%,
Và thành công của ông ấy là tập luyện về tinh thần chiếm 80%. Vậy làm thế nào để bạn khai phá được sức mạnh của tinh thần 80% còn lại? Thì trong chương trình ngày hôm nay, trong chương trình của bài học của chúng ta sẽ tìm cách khai phá cái nội lực ở bên trong và cách áp dụng về lập trình ngôn ngữ tư duy. Thì trong những bài tiếp theo thì Nhung sẽ chia sẻ sâu hơn. Để cái hành trình của chúng ta được đi một cách tốt hơn thì bạn sẽ ghi ra những cái mong muốn mà bạn đạt được khi mà bạn hoàn tất cái khóa thành công với NLP là gì. Hãy ghi ít nhất là khoảng 5-10 điều mà bạn mong muốn bạn sẽ đạt được gì sau cái khóa học NLP này. Và đó là cái nền tảng mà Nhung sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn để các bạn đạt được vào cái điều này. Và chúng ta sẽ tới một cái bài tập tiếp theo rất là quan trọng ở cái phần tiếp theo. Hẹn gặp bạn ở bài học tiếp theo.